Vô thật là hơn một tháng qua thì không có đăng bất cứ video hướng dẫn nào lên cho anh em. Video này thì cũng không phải là do mình hướng dẫn mà là do một người mà mình nghĩ chắc anh em cũng đã biết đó là ai rồi, đó chính là Akai. Xin chào mọi người, mình là Akai đến Team DNA. Thì hôm nay mình xuất hiện trên channel của Neko để cùng Neko làm hướng dẫn một linkage ngắn. Và đây cũng là series mới của mình cùng với Neko cùng nhau làm. Và nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh cũng như là ủng hộ cho Akai nha mấy bạn. Thì linkage hôm nay mình muốn nói đến là một linkage rất là phổ biến và mình cũng rất hay sử dụng trong combo của mình. Thì linkage muốn hướng dẫn hôm nay nó có hình dáng như thế này. Linkage ngày hôm nay thì nó được chia làm hai phần. Đầu tiên đó là background 1-2 qua 2-3. Và sau đó là từ 2-3 chuyển động bút sang 3-4 và Pinky Back. 2-3 chuyển động bút qua 3-4 và Pinky Back. Dăng luôn. Chuyển động bút qua 2-4 và Pinky Back. Thì điểm mấu chốt là background 1-2 qua 2-3 thì nó không phải là background đơn thuần chụp lại 1-2 như vậy, mà là nó qua thẳng 2-3. Mình phải cập ngón xuống để mà cho nó qua 2-3. Và đoạn tiếp theo là từ 2-3 dừng lại 2-3 thì sẽ có một cái sự cầm bút ở ngón cái và ngón thứ hai giống như thế này, và chuyển động bút qua 3-4, giữ lại ở 3-4, và sau đó là một động tác 3-4 pinky back rất nhanh. Chuyển đồng bút qua 3-4 bằng dịp hát. Khi các bạn đã làm được hai phần kết hợp lại với nhau thì nó sẽ ra cái linkage mình muốn hướng dẫn ngày hôm nay đó. Thì linkage này mình rất thích sử dụng vì nó có cái sự tinh tế và rất là dễ chịu ở tay, cho nên là mình rất hay sử dụng. Và sau đây mình sẽ làm luôn một đoạn combo sử dụng linkage đó. Thì dụ như vậy. Thế là xong, mình có một cái combo. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn mọi người đã xem đến cuối. Và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tiếp cho series này được phát triển hơn nữa. Và mình và Neko sẽ có nhiều kế hoạch mới trong tương lai về hướng dẫn linkage, và cũng có thể là những hướng dẫn những vấn đề khác và những chủ đề khác trong bộ môn Waybook này nữa. Cảm ơn các bạn.